làm ấy, là tại vì tôi chú ý tới cái vấn đề dạy con ấy, là tại vì một tuần lễ tôi chỉ có một ngày à, 8 giờ sáng cho tới 9 giờ tối à, cho con. Cho nên tôi không có thể nào mà tôi ngồi chờ cái sự kiện nó xảy ra để mà dạy nó. Đó là cái hạn chế thời gian và không gian. Cho nên nếu mà tôi muốn dạy nó vấn đề gì thì tôi phải ngồi đó tôi thiết kế cái bài thí nghiệm, rồi tôi dạy nó ở cái thời điểm đó. À, đó là một vấn đề. Cái thứ hai nữa là tôi phải nói là cái thời gian tôi nó quá ít. Cho nên tất cả những cái thời gian mà tôi với con thì con nói, à cái thời gian này, cái hoạt động này, tôi dạy nó được cái gì? Nó sẽ học được gì trong cái vấn đề đó? À, cho nên tất cả những cái hành vi mà cũng như cái hoạt động của mình với con thì là tôi lúc nào cũng có cái nhận thức rất là rõ là mình đang làm gì đây, và cái hành động của mình giúp gì cho con mình khi mà nó trưởng thành. Cho nên tôi đánh giá tất cả mọi cái hành động của mình. Thì đấy là cái mà tôi tích lũy ra và tôi chiêm nghiệm lại và chia sẻ với bạn trong cuốn sách Chào Vội. Ồ, vâng, xin mời chào hoa tay, cảm ơn thầy ạ. Thầy chỉ cái khó khăn mà thầy nhìn thấy và thầy quan sát. Vâng, đây là bé voi ạ, đang hưởng chào voi. Xin ba mẹ giữ em bé chút xíu cho bé lên sân khấu và nó sẽ làm cho mọi người phân tâm. Thầy Thành vừa nói đến một cái chi tiết là thầy chính vì cái điều kiện chỉ một tuần, chỉ có một ngày dạy con mà thầy đã dồn tâm huyết để tạo nên những cái hoạt động cùng con, vui chơi cùng con. Ví dụ thầy dạy trẻ nấu ăn này, thầy dạy trẻ sáng tạo trong việc nấu ăn nữa. Trong cái chương 4 thầy nói về dạy con về rũ nhân cách này, rèn rũa kỹ năng này, và đặc biệt là rèn tư duy. Từ cái tư duy mà làm sao để cân bằng cuộc sống thôi, thầy cũng dạy bằng những câu chuyện. Vâng, và cái đặc biệt là cái phần rèn nhân cách thầy dạy về bao dung cho người khác cũng bằng những câu chuyện. Và trong cái triết lý dạy con của Cha Voi in ngay trang 14 các cô chú các anh chị, nó cái ý thầy Thành vừa nói nó liên quan đến cái triết lý thứ ba, không chờ sự kiện mới dạy, không phải đợi con hư mới dạy, không phải đợi con làm sai mới dạy, không phải đợi khó khăn đến rồi mới dạy, mà cần phải dạy con những cái mà con cần. Cha mẹ biết là con cần gì và mình sẽ dạy con sớm hơn khi mà sự kiện nó xảy ra. Và triết lý thứ nhất của thầy là dạy mà như không dạy, dạy nhưng mà không dạy, không dạy nhưng mà dạy. Triết lý thứ hai là ta thắng ta quan trọng hơn ta thắng người. Thầy có thể giải thích thêm về hai triết lý đúng không ạ? Thầy vừa nói triết lý thứ ba rồi, bây giờ thầy giải thích hai triết lý đầu không ạ? Nó liên quan đến cái tư duy, cái cách của lão tử đúng không ạ? Vậy xin thầy có thể giải thích rõ hơn đúng không ạ? Thực sự là hai cái triết lý đầu đấy nó ảnh hưởng từ trong cái triết lý văn hóa của người Việt. Đó là cái tinh hoa của người Việt mà trong cái văn hóa thời xa xưa mà tôi học được từ ông nội. Tôi có cái may mắn là được ông nội nuôi từ 3 tuổi cho tới 11 tuổi. Và ông ta dạy, và tôi chỉ là cái đứa cháu mà ông nuôi. Cho nên ông có nhiều thời gian với tôi trong mỗi tối. Thì cái triết lý mà dạy nhưng mà không dạy, không dạy nhưng mà dạy ở đó là một đứa trẻ 3 tuổi, bạn không có thể nào mà bảo nó ngồi yên đó và làm như thế này, thế này, thế này, thế này. Rất khó. Và bạn thí dụ như 3-4 tuổi bạn bảo rằng là à lỡ con lạc là tới đây con quẹo trái rồi con quẹo phải rồi nhớ nha. À tới đây là con quẹo trái rồi. Không làm được. Tôi đảm bảo là bạn sẽ không bao giờ làm được chuyện đó. Và trẻ nó sẽ không bao giờ ngồi yên chỗ đó để mà nó nhớ. Thế thì tôi dạy nó bằng cách nào? Tôi giả là cái đứa mất trí. Tôi chở nó về, tôi tấp vô nói, ôi, ba tự nhiên hôm nay ba quên đường về nhà rồi. Giờ sao đây trời? Thế là hai đứa trẻ nó ngồi sao nhốn nháo lên. Ba quên vậy rồi, ba quên mất tiêu rồi. Thế là 3-4 tuổi chứ mà bây giờ mà chờ tới 10 tuổi là nó biết ông già này phỉnh đó. Đúng không? Đúng rồi. Mà phải dạy cho nó ở cái thì đến 3-4 tuổi thì nó không hoàn toàn, nó không biết là mình phỉnh đó. Thế là anh nhốn nháo lên, cái anh ngó mò đầu ra để anh nhớ. Nhưng mà đâu có chuyện, sự kiện nó đâu có xảy ra trước đó đâu. Thế là con đường mà tôi chở nó từ nhà mẹ nó và về nhà tôi thì khoảng chừng 10 phút, 15 phút à. Mà cái hôm đó là hai cha con
cần cả tiếng máy đồng hồ. Tại sao? Nó kêu quẹo trái thì mình quẹo trái, quẹo phải thì mình quẹo phải, nếu đi thẳng thì mình đi thẳng. Mình mất trí mà, phải đóng cho đúng chứ. À, nó hỏi thờ ba vô tiệm mà hỏi người ta chỉ đường, ba có nhớ thì ba cũng quên mất cái địa chỉ rồi. Thế sao ba không gọi về nhà kia hỏi nhà có đi được, ba cũng quên mất cái điện thoại luôn rồi. Thế sao giờ ba quên hết rồi. Thế là anh ta ngáp, đi cả tiếng rưỡi đồng hồ về tới nhà. Vừa chạy xô vô cái bãi xe, thằng nhỏ nó ngồi nó nói: tội nghiệp ba tôi già lãng trí rồi. Thế là vào nhà xong xuôi rồi nói: ba lấy cây viết viết xuống cái địa chỉ với cái số điện thoại con nhớ dùm cho. Ồ, vậy hả, cảm ơn con nhé. Thế là nó nhớ dùm cho ba nó là cái địa chỉ với cái điện thoại. Mỗi lần mà tôi hỏi giờ điện thoại nhà sao con, là nó đọc số hay là cái địa chỉ nhà sao thì nó đọc cho mình quên rồi. Còn không á là mình đi chợ á, mình nói ủa xe đậu đâu rồi, ba cũng không biết cái chỗ nào đậu xe, thì nó có cái bổn phận của nó là nhớ. Còn ba nó không nhớ gì cả. Đó là 3-4 tuổi là tôi không cần phải nhớ cái gì về cái vị trí xe tôi ở đâu cả. Đi chợ là nó ra là nó dẫn bố nó tới à cái xe đậu đây. Còn là chợ mà hơi lạng tí xíu á, là nó chỉ là à ba đi thẳng, ba quẹo trái, ba quẹo phải, là nó bắt đầu nó để ý cái đường về nhà. Vậy thì khoảng 4-5 tuổi bạn dạy con bạn biết đường về nhà bằng cách nào? Đó là nằm ở trong cái triết lý dạy nhưng mà không dạy đấy ạ. Và cái thứ hai nữa, không dạy nhưng mà lại dạy là sao? Là tại vì thực sự con nít ấy, nó quan sát cha mẹ chứ, rồi nó lặp lại những cái gì mà nó thấy được, kể cả những cái ứng xử với mọi người xung quanh. Tôi đảm bảo với các anh chị mà có con, các cô lớn tuổi, cái đứa trỏ mà bạn nói, cái đứa nhẹ mà 2-3 tuổi á, bạn nói cái cách nói như thế nào ấy, 4-5 tuổi nó nói y cái cách nói lại với mình, y luôn, nó bắt chước y chang luôn, nó nói cái cách nói y chang vậy luôn, nó trả lời vậy y luôn. Thì sao? Có nghĩa là mình muốn nó ứng xử với mọi người xung quanh như thế nào thì mình phải ứng xử y như cái cách mình ứng xử với nó, tại vì nó đang học đấy. Mình muốn nó lịch thiệp, mình muốn nó trả lời một cách lịch sự thì mình cũng phải nói chuyện với nó một cách lịch sự và lịch thiệp, thì tự nhiên nó sẽ quay qua mọi người, kể cả với mình, nói một cách lịch sự, trả lời một cách lịch sự. Cho nên với con tôi chưa hề la nó một tiếng, và cũng chưa hề nói chuyện với con thì nó làm gì tôi cũng vẫn cảm ơn nó. Tất cả những cái gì cần cảm ơn thì tôi cũng cảm ơn nó, và đối xử với nó. Nhiều người nghĩ rằng là đối xử như vậy khách sáo. Không phải, thương nó có một cái khác, đối xử cái cách ứng xử nó một cái khác. Đôi lúc thí dụ như con tôi biểu hiện cái tình thương đó vò đầu nó thôi, và bây giờ nó cho dù nó 20-mấy tuổi mà mỗi lần nó làm gì mà nó biết là tôi vò đầu nó vui lắm, cái mặt nó rạng lên liền, là mình hào, tự hào về cảm xúc của nó. Cái cảm xúc của nó rất là hạnh phúc khi mà được ba vò đầu nó. Đó là cái cách mà tôi biểu hiện tình thương phải không? Thầy đang nói phân tích của thầy, em nhớ đến một cái lời tựa, một câu danh ngôn trong phần 4 đó, đầu phần 4 của cuốn sách.